Bum 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 bum. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Phong Cận TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Media của bạn đây. Ok bạn ơi, thì hôm nay nè, mình đã quay trở lại để tiếp tục review về hộp mô hình Mini World cho bạn xem rồi đây. Đó, để bạn xem đây. Lần này chúng ta sẽ cùng nhau mở hộp Season 2 nha bạn nha. Đó, thì ở trong tập trước mình đã mở hộp Season 1 rồi. Và đây chính là dàn mô hình của mình nè. Đó, đằng sau nữa bạn. Đấy, ok. Thì bạn nào muốn xem, gọi là mình mở cái hộp Season 1 á, thì bạn có thể xem trên kênh của mình nha. Bạn nào chưa xem nhớ xem nha. Và bây giờ hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 2 và chúng ta sẽ cùng nhau mở hộp Season 2 nha bạn. Còn chần chờ gì nào, trước khi vào video này các bạn đừng quên là hãy để cho mình một like, một share và nhấn nút subscribe đăng ký hộ cho kênh YouTube của mình. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau mở hộp thôi. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và mình là Phong Cận TV đây các bạn ơi. Thì hôm nay đó bạn, mình đang chơi một cái tựa game có tên là Honkai Impact 3 bạn ạ. Thì cái tựa game này lần trước mình đã giới thiệu cho anh em rồi, nhưng mà lần này á, nó lại ra thêm một cái phiên bản mới hay ơi là hay luôn. Cho nên là mình phải giới thiệu cho anh em thêm một lần nữa mới được đó. Thì cái link tải game này mình sẽ để bên dưới phần mô tả và phần bình luận, mấy bạn có thể tải về để chơi cùng với mình và Hero Team nha. Thì ở cái phiên bản mới này nó có gì đặc biệt thì mình sẽ gọi là giới thiệu cho anh em ngay sau đây nha. Và ở cái phiên bản Eva Honkai Impact 3 này chúng ta được phát hành vô cùng thú vị mấy bạn ơi. Cụ thể là có nhân vật Asuka sẽ xuất hiện với một tư cách là một Valkyrie mới trên Honkai Impact 3 và sẽ có sẵn miễn phí cho tất cả mọi người chơi. Cái cảm giác nổi bật và kỹ năng tuyệt vời khiến cho cái nhân vật này trở nên vô cùng độc đáo mấy bạn ơi. Phần hay nhất của trò chơi là đã mời được các diễn viên lồng tiếng trong phim hoạt hình. Ở mấy cái diễn viên mà lồng tiếng các bạn, và thay đổi hoàn toàn giao diện trò chơi thành một cái phong cách Eva, phong cách độc đáo hơn các bạn ạ. À, thiên thần quyền năng thì cũng sẽ xuất hiện trong trò chơi này và nó sẽ là một trò chơi hoàn toàn mới, một thế giới hoàn toàn mới mấy bạn ạ. Và không chỉ là ở các nhân vật mới mà còn có những nhân vật gốc của chúng ta cũng sẽ được nhận skin theo phong cách Eva nha các bạn nha. Tất cả người chơi tham gia sự kiện sẽ được nhận miễn phí skin mới của gọi là Kiana miễn phí. Bởi vậy cho nên các bạn còn chần chờ gì nữa mà không tải ngay cái game này về đi các bạn ơi. Những người chơi mới tải cái trò chơi này ngay bây giờ sẽ được thưởng đến 100 thẻ tiếp tới nếu như họ hoàn thành được nhiệm vụ mới. Cho nên là đừng quên hãy tải cái tựa game này về và chơi cùng với Hero Team bọn mình nha. Thì lần này để tránh mất thời gian của bạn thì mình sẽ không giới thiệu dài dòng nữa mà mình sẽ mở luôn. Đó, trời ơi trời, cục xúc phải. Ok, rồi các bạn ơi, thì cái hộp lần này của chúng ta thì bên trong của nó là có màu cam nha các bạn nha. Hộp lần trước thì nó có màu xanh dương, còn hộp lần này thì có màu cam mấy bạn ạ. À, không biết hộp số 3 thì nó sẽ có màu gì đây ta. Ok, để lên trên đây thôi. Rồi ok, mình đã xếp hết lên trên đây rồi. Còn cái hộp không thì sao? Dục, ok. Rồi, chúng ta cùng nhau mở hộp đầu tiên nha các bạn nha. Thì à khoan, trước khi mở hộp thì mình phải giới thiệu cho anh em đã. Cái hộp lần này của chúng ta thì sẽ có rất là nhiều những nhân vật mới các bạn ơi. Đó, và vẫn tiếp tục là sẽ có một nhân vật đặc biệt nha các bạn. Thì mình đang nghi ngờ nhân vật đặc biệt lần này của chúng ta sẽ là nữ các bạn ạ. À, bởi vì các bạn xem nè, đó, nhân vật đặc biệt của chúng ta là có một cái búi tóc ở đằng sau nữa các bạn. Mình nghĩ nhân vật đặc biệt sẽ là nhân vật nữ đấy. Thì các bạn hãy thử đoán xem trong 8 hộp này của mình có kiếm được một nhân vật đặc biệt nào không nha. Ok. Rồi, ok, bây giờ chúng ta cùng nhau mở ra nhé. Hộp đầu tiên. Ok ok, cái gì đây, cái gì đây? Hộp đầu tiên của chúng ta đó chính là nhân vật Tiểu Hoa. Ta-da! Đó, đây là một trong những nhân vật rất là xinh gái các bạn ơi. Ủa mà khoan, nhân vật Tiểu Hoa có phải là nhân vật đặc biệt không ta? Nhân vật Tiểu Hoa là nhân vật đặc biệt các bạn ơi. What the hell? Oh my god, mở hộp đầu tiên được nhân vật đặc biệt luôn. Xin vai. Ok ok. Phải xếp mới được, phải xếp mới được. Trời trời, mới mở nhân vật đầu tiên là nhân vật đặc biệt luôn bạn ơi, phải nồi. Bữa trước hình như là mình mở đến tận gọi là 5-6 hộp mới ra được nhân vật đặc biệt, còn lần này mở một phát một được nhân vật đặc biệt luôn đó. Thì nhân vật đặc biệt của chúng ta thì lần này thì sao cái đầu nhìn nó lạ ta? Ủa hình như là cái đầu của nó bị sai, phải đút cái đầu ra lại nè. À đây đây, cái đầu ở đây nè. Ok. Đó, thì nhân vật đặc biệt thì tất nhiên lần nào cũng phải tự gắn tóc các bạn ạ. Nói chung á là các bạn mở hộp ra để các bạn có biết rằng là nhân vật này có phải là nhân vật đặc biệt hay không, thì các bạn chỉ cần để ý một điều thôi. Đó chính là nhân vật luôn luôn đầu chọc và chúng ta phải tự gắn tóc vô cho nó. Đó, thì là nhân vật đặc biệt nha. Đó, đặc biệt chỗ đó đó. Ok, đó, Tiểu Hoa nè. Xin chưa? Gái Nhật đó. Mày ta nè, sao là ê. Ok. Thôi mở
mệt quá, xàm quá. Bây giờ chúng ta cùng nhau lấy tiếp nha. Thì đây chính là thân của nhân vật Tiểu Hoa nữa bạn ơi. À, cái thân của nó nè. Bây giờ chúng ta cùng nhau gắn nó vô nha. Gắn cái đầu vô. Xịn chưa? Đấy. Nhưng mà cái bộ đồ nhìn nó hơi nam tính đó bạn ơi. Nhìn nó hơi nam tính, nó không được nữ tính cho lắm nha. Ok. Thôi vậy mình xếp tiếp nè. Mấy bạn ơi, có một cái điều này khá là đặc biệt ở trong đây nữa bạn. Mấy bạn biết là gì không? Đó chính là nhân vật Tiểu Hoa không chỉ gọi là có cái đầu như thế này không đâu nha, mà còn có thêm một cái người ta cái này là gọi là một cái búi tóc ở đằng sau nữa bạn ạ. À, mình sẽ phải lắp vô. Đó, phải tự lắp vô bạn ơi, chứ không có ai mà tự không có ai mà lắp cho các bạn đâu. Đó, ok. Mình đã gọi là sử dụng mô hình thì chúng ta sẽ phải biết tự lắp đặt. À, trời ơi, mấy bạn ơi, cái bà Tiểu Hoa này bà ăn nhiều mà gọi là gần đến Tết thì bà ăn nhiều quá hay sao, bà mập như con heo, bây giờ gắn cái tóc vô cho bà không được luôn các bạn ơi. Bực thiệt chứ. Ok, cho mình xin 5 phút để mình gắn cái tóc vô cho bà nha bạn. 5 minutes later. Ok, cuối cùng cũng đã gắn được xong cái tóc cho bà Tiểu Hoa rồi bạn ơi. Cái bà này thề luôn á, cái tóc của bà khó gắn phải rồi. Ok rồi, thế là xong nha. Rồi bây giờ mình sẽ lắp. À quên từ. Trời ơi, quên mất, chưa lắp tay. Trời trời, Tiểu Hoa là công chúa mà bị cục tay cục chân là không được đâu nha. Phải lắp tay vô, quên. Để lắp tay vô nha. Đấy, lắp vô. Ok, lắp này luôn. Thế là xong rồi nha. Bây giờ là lắp cho bả thêm một cái chỗ để cho bả đứng lên nữa là hợp lý luôn, là xong luôn, hoàn thành luôn. Hay sao bữa nay may mắn quá ta, vừa mới mở hộp đầu tiên là đã trúng được nhân vật đặc biệt luôn bạn ơi. Tiểu Hoa của chúng ta. Rút kinh nghiệm ở những tập trước thì sau khi mở được nhân vật nào thì mình sẽ để nhân vật đó ở đây cho bạn ngắm nha. Đó, ok. Đấy, ngắm đi, bạn ngắm đi. Mày thấy bả đẹp chưa? Nhưng mà sao bả đẹp bằng mình được? Ủa khoan, tại sao mình lại tự so sánh mình với công chúa ta? Mình phải so sánh mình với hoàng tử mới đúng chứ. Nhầm. Ok. Ok, hộp tiếp theo chúng ta nè. Hộp thứ hai chúng ta. Là ai đây? Để xem coi, hộp thứ hai. Hộp thứ hai của chúng ta chính là nhân vật này nè bạn. Đây, để mình lấy cái tờ giấy ra cho bạn xem rõ hơn. Hộp thứ hai của chúng ta. Đây, hộp thứ hai của chúng ta chính là nhân vật cái tên là gì á nha. Trời ơi, tôi thề luôn á, tôi review mà tôi quên tên của mấy con nhân vật hoài các bạn ơi. Thôi không sao, nói chung là cũng có cái để mình hỏi các bạn, hiểu không? Đó, mấy bạn hãy thử bình luận lại cho mình biết coi nhân vật này là tên là gì nè. Bạn nào bình luận đúng thì mình sẽ thả tim nè. Đó, nhân vật này là nhân vật nào các bạn? Ok, các bạn hãy thử đoán ra nha. Chứ mình thì mình chơi game mini world nhiều, nhưng mà đâu có phải là chơi nhiều là mình sẽ nhớ được hết tên của tất cả các nhân vật đâu, đúng không? Đó, mình chỉ nhớ mỗi nhân vật phong cận TV đẹp trai với hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh mini world thôi các bạn ơi. Ok, rồi thì đây chính là cái đầu của anh ta. Nhân vật này thì khá là giống con gái các bạn ơi, bởi vì tóc của nhân vật này khá là dài, khá là giống con gái đấy. Ok, nhưng mà thật sự là anh ấy là trai thẳng đó nha, không phải là công đâu nha các bạn. Ok, lắp cái đầu vô nè. Rồi bây giờ mình sẽ cùng nhau lắp nha. Ơi mà sao cái hộp season 2 này thì mình để ý là mấy cái thân nó lắp sẵn nữa bạn. Season 1 các bạn nhớ không? Là chúng ta sẽ phải tự lắp từng cái chân, từng cái thân của nó vô. Còn season 2 này thì mình để ý là nó lắp sẵn cái thân cho mình luôn. Bây giờ mình chỉ cần lắp mấy cái tay vô thôi, với cái đầu vô thôi là xong rồi các bạn. Rất là đơn giản luôn, không có khó gì hết trơn á. Rồi ok, lắp chỏng thêm cái kệ, chỏng đứng lên là xong nè. Thế là xong. Có công chúa mà còn có thêm cả một thanh niên, cái này hình như là công tử nhà giàu các bạn ạ. Nhìn cái bộ đồ với lại nhìn cái khuôn mặt là biết công tử nhà giàu rồi. Ngày xưa công tử nhà giàu quá các bạn, thường rất là hay để tóc dài đó. Trong phim mình coi, trong phim Trung Quốc á, thì công tử nhà giàu lúc nào cũng để tóc dài hết các bạn ạ. Ok rồi, hộp số 3. Wow, nhân vật này khá là quen thuộc các bạn ơi. Đây, mình sẽ cho các bạn xem. Chúng ta đã được nhân vật anh gấu trúc mấy bạn ạ. Đấy, mình cũng sắp biến thành gấu trúc rồi các bạn, coi mắt mình nè, thăm quần luôn nè. Tại vì các bạn biết sao, mình thức đêm làm video cho các bạn fan xem á, cho nên là bây giờ mình thức đêm riết mà cái mắt của mình thành mắt của gấu trúc luôn rồi các bạn ơi. Thôi ok, không sao cả. Hay, nói mụn quá trời rồi, thấy không? Ok, chúng ta cùng nhau mở ra nha. Thì để xem coi. Đây chính là cái đầu của anh gấu trúc. À, ok. Ôi, anh gấu trúc thì khác hai nhân vật này là cái thân không được lắp sẵn, mà cái thân mình phải tự lắp mấy bạn ơi. Ok, thôi mình lắp nha. Và thế là xong. Đã xong được anh gấu trúc rồi nè. Ok. Anh gấu trúc thì khá là dễ thương mấy bạn ạ. Nói chung là từ trước giờ mình thấy để ý là có một số mô hình rất là đẹp, nhưng mà cũng có một số mô hình nhìn gọi là nó không đẹp chút nào. Nhưng mà anh gấu trúc thì mình thấy là khá là đẹp nè. Đó,
À, anh có chút gì anh Thịnh Long là hai mô hình mình thấy là đẹp nhất. Rồi ok, chúng ta cùng nhau đến với hộp tiếp theo. Hộp tiếp theo chúng ta sẽ được nhân vật gì đây? Thì nói chung lần này thì mình không có được hồi hộp lắm mấy bạn ạ. Bạn biết tại sao không? Bởi vì mới mở hộp đầu tiên là chúng được nhân vật đặc biệt luôn rồi, cho nên là nó không được hồi hộp cho lắm. Ok, rồi mở nha. Nhân vật tiếp theo chúng ta chính là nhân vật gì đây? Sao mình nhìn nó là lạ? Rồi xong rớt luôn cái tờ giấy rồi. À, nhân vật tiếp theo của chúng ta là nhân vật gọi là Chiron đã từng sử dụng mấy bạn ơi. Đó chính là nhân vật Samurai mọi người ạ. Đấy, Samurai. Nhưng mà nhân vật này mình thấy nó có một cái số chỗ rất là bựa luôn. Các bạn biết chỗ nào không? Để mình lắp vô mình cho các bạn xem nha. Đây, bây giờ mình sẽ lắp nó xong, mình sẽ cho các bạn coi nó bựa chỗ nào nha. Ta-da, xong rồi nè các bạn ơi. Rồi ok, bây giờ mình sẽ cho các bạn biết tại sao mình lại nói cái nhân vật gọi là Samurai này nhìn nó bựa nha các bạn. Bạn coi để thấy thiếu gì không? Thiếu cái nón đúng không? Thiếu cái nón. Mà cái nón đang nằm ở đâu các bạn coi nè. Cái nón in lên trên đầu luôn các bạn ơi. Phải đâu mình. Cái nón in lên đầu người ta luôn. Trời, bình thường nha là mình thấy được nguyên cái nón luôn không? Nhưng mà lần này là cái nón in vô đầu luôn rồi. Khỏi cần đợi nón luôn các bạn ơi. Nó in thẳng vô đầu luôn. Nhìn bựa vãi thời. Thôi nhưng mà không sao, nhìn cũng khá là đẹp trai. Đó, nói chung là nhân vật này, nhân vật Chiron đã từng sử dụng rồi các bạn ạ. Đấy, ok. Chiron thì từng sử dụng Samurai nè, còn Simmy từng sử dụng nhân vật gì các bạn nhớ bình luận cho mình biết nha. Mình nghĩ các bạn nhớ đó. Ok, thôi, để lên đây. Thôi, chúng ta cùng nhau đến với hộp tiếp theo. Thôi, bây giờ ở đây đang đếm còn bao nhiêu hộp nè. Đây còn 1 hộp, 2 hộp, 3 hộp và 4 hộp mấy bạn ơi. Bây giờ mình sẽ mở một lần 4 hộp luôn nha. Ok, hộp đầu tiên. Chà, hộp thứ 2. Hộp thứ 3. Hộp thứ 4. Ok, rồi, nhân vật đầu tiên chính là ai đây. À, nhân vật đầu tiên chúng ta lại tiếp tục thêm một anh chàng đẹp trai nữa, chính là anh gấu. Anh gấu siêu cute. Rồi ok. Sao mà nhìn giống Doraemon đó, bởi vì mình thấy nó có màu xanh đó bạn ạ. Ok. À, Thiên Bồng Nguyên Soái. Đó, chưa bát giới bạn ơi. Đó, Thiên Bồng Nguyên Soái chưa bát giới nha. Ui, hồi nãy mình thấy cái bộ đồ mình xanh màu xanh, mình tưởng Doraemon. Ok. Rồi nhân vật tiếp theo là ai đây? Lại thêm một bà công chúa nữa bạn ơi. Hồi nãy là công chúa Tiểu Hoa, rồi bây giờ là tới lượt công chúa Tím Liềm Tím Xịm. Công chúa Tím Liềm Tím Xịm mấy bạn ơi. Đấy ok. Nó hơi mờ các bạn thông cảm nha. Một tí nữa mình lắp về mình cho các bạn xem nha. Ok. Hộp tiếp theo của chúng ta chính là nữ đặc vụ gọi là xinh đẹp mấy bạn ơi. Đấy. Thì nhân vật này là nhân vật mà chị Ca Mui rất là thích luôn nè. Nhưng mà chị Ca Mui lại không dùng nhân vật này nha. Bởi vì nó có màu tím. Ca Mui là màu xanh lá cây. Đó ok. Rồi nhân vật này Ca Mui rất là thích luôn các bạn ạ. Ok. Bây giờ mình sẽ bắt đầu lắp nha các bạn nha. Lắp hết 4 cái này chắc là gãy tay luôn á. Trời trời. Mệt muốn chết. Ok. Giờ quá. Ok, sẵn sàng thôi. Đi rửa tay đã. Trời ơi, trời làm màu cho chi chơi. Thiệt luôn á. À, trời ơi các bạn ơi. Ok, cuối cùng mình cũng đã lắp xong rồi nha. Thì đầu tiên của chúng ta chính là công chúa Tím Liềm Tím Xịm. Đấy, ok. Và một bà cũng tím không kém, đó chính là bà nữ gì ta, nữ đặc công. Đấy, cũng tím tím xịm luôn đó. Cái tóc của bà tím nha các bạn. Đấy, ok. Và tiếp theo nữa là Thiên Bồng Nguyên Soái. À, phiên bản vẫn còn đẹp trai đó, chứ mà hết đẹp trai là sẽ bị biến thành chu bát giới á các bạn. À, thời này là anh còn đẹp trai nha, chứ anh mà biến thành chu bát giới là anh hết đẹp trai rồi. Ok, rồi tiếp theo nữa đó chính là bạn gấu của chúng ta. À, bạn gấu siêu cute. Rồi ok, thì bữa nay thì mình lại tiếp tục may mắn trúng được thêm một con nhân vật đặc biệt nữa, đó chính là con nhân vật Tiểu Hoa các bạn ơi. Rồi ok, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem tất cả những nhân vật của mình nha. Mình lại tiếp tục mở được
7 con nhân vật thường và trúng được một con nhân vật đặc biệt nha bạn nha. Đó, thì có những bạn nào mà mở season 2 mà trúng được nhân vật đặc biệt giống như mình thì nhớ bình luận lại cho mình biết nha. Ok, còn bây giờ thì mình nghĩ rằng là video đến đây cũng đã rất là dài rồi, thì mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây. Và nếu như mà anh em thích video này và thích những con nhân vật ở đây thì đừng quên hãy để cho video này được một like, một share và cho mình nút subscribe đăng ký ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và bạn thấy thích nhân vật nào nhất ở đây thì nhớ bình luận lại cho mình biết nha. Ok. Đó, chứ ở đây thì mình thấy là mình nghĩ rằng là mình sẽ thích gọi là anh Cấu Trúc nhất nha. Tại vì anh Cấu Trúc là đẹp nhất. Ok. Rồi, và nếu như bạn nào mà muốn mình mở tiếp tục season 3 đó thì các bạn nhớ hãy bình luận lại bên dưới cho mình biết nha. Và hãy like video này thật là nhiều thì mình sẽ mở season 3 cho các bạn nha. Đó, season 3 thì có màu tím mấy bạn ơi. Ok, rồi. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại em ở những video lần sau. Bye bye. Ha 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 ha.